sát cơ thể trên không đầy ấn tượng và nó đã được thể hiện ở trong vài bóng rồi. Anthony Moody được truyền cho Mike Bell. Tay trái và Mike Bell có uy thế tuyệt đối trên không. Nhưng nó mở ra khoảng trống mênh mông cho Huỳnh Hải ném 3 điểm. Đây là một tình huống alley-oop rất đẹp mắt đến từ Mike Bell. Đi chiến công, không nói ngay mà có thể lao vào Mike Bell. N1 dành cho Mike Bell, người phạm lỗi là Trương Thái Nam. Những ốp rổ rất uy lực của Mike Bell. Giờ thì không còn ai để block Mike Bell nữa rồi. Một tình huống đi tấn công thi đấu cực kỳ sáng lướt.